Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Mỹ Linh đây, Makeup Artist Tự Do. Và ngày hôm nay Linh sẽ làm một video với hai cách hóa trang thành Maleficent. Các bạn có thể dùng gọi là Maleficent cũng được. Nhất đó chính là cái layout vào năm 2019 mới nhất, và một layout vào năm 1959 mà chúng ta vẫn thường hay xem. Và bây giờ các bạn hãy cùng xem Linh làm layout năm 2019 Maleficent như thế nào trước nhé. Và đây là nhan sắc thật của tiên đen đen đây. Có thể là nhìn nó hơi bị xấu một chút, nhưng mà không sao đâu, một tí nước make up lên thì mình sẽ đẹp thôi đó mà. Đầu tiên thì tiên sẽ dùng xịt khoáng để cấp ẩm cho da trước cái đã. Tiếp theo là kem dưỡng. Tiên sẽ sử dụng kem dưỡng Naturin của Nhật, thoa đều lên trên mặt nè. Oh my god, sao tôi thoa lên tôi buồn ngủ quá vậy trời. Oh my god. Nếu như một chút người ta thì mình quẹt lên trên người luôn đỡ tốn. Về phần chân mày thì các bạn vẽ chân mày càng cao càng tốt. Chân mày của tiên vốn dĩ đã cao rồi nên tiên sẽ dựng nó lên bằng keo cho nó cao thêm nữa thôi. Tiên thì thích che khuyết điểm trước rồi mới đánh cái nền sau ha. Các bạn đánh cái nền sau rồi che khuyết điểm cũng được. Bây giờ mình dùng cọ mình tán ra cho nó đều nè. Để tiên tí xíu nha. Tiên đeo cặp len vô trước cái đã. Mất công mình makeup xong đeo cặp len vô nó hư cái nền hết. Về nền thì tiên sẽ dùng cushion của Laminex để mình giảm lên cho nó nhanh. Tiên thì hay bị đổ mồ hôi ở vùng mũi lắm, với cái phần nhân trung nữa. Cho nên là khi tạo khói á, tiên sẽ dùng cái cream tạo khói của bản City Color để mình tạo khói mũi trước, rồi tiên mới đánh phấn sau. Chưa đánh phấn lên là bị bớt hết. Bây giờ hãy nhìn tiên biến chiếc mũi tẹt thành chiếc mũi cao như thế nào nha. Tiếp theo là tiên sẽ set phấn. Tiên dùng phấn phủ của Cosu nhẹ nhàng dặm lên trên mặt. Tiên thích phấn phủ của Cosu lắm, tại vì nó có những cái hạt nhũ nhũ á, trời nhìn da mà nó đẹp lắm. Bây giờ nhìn hơi lộn xộn một tí xíu, hơi messy một tí xíu, nhưng mà không sao đâu. Tiên sẽ dùng cái chổi, một cây cọ để tiên phủi đi rồi nhìn nó sạch sẽ lại liền ha. Tiếp theo về chân mày thì tiên sẽ dùng bột để vẽ chân mày nó dễ hơn, bởi vì tiên đã có một lớp keo lên rồi. Mình cứ dùng cái màu nhạt ở cái phần đầu và cái màu đậm ở cái phần đuôi ha. Sau đó tiên sẽ dùng concealer hoặc kem che khuyết điểm để mình bén lại cho cái chân mày mình nó sắc đi. Tiếp theo tiên sẽ dùng cái màu nâu nhạt để mình nhấn lên phần hốc mắt. Sau đó tiên dùng cái màu nâu đậm hơn một tí xíu để nhấn lên phần hốc mắt luôn cho nó đậm hơn một tí xíu. Sau đó tiên sẽ dùng cái màu đậm như thế này nè. Vâng, và tiên sẽ nhấn lên một tí xíu ở phần hốc mắt và mình blend đều cho nó ra nha. Sau đó thì tiên sẽ dùng cái kem che khuyết điểm để mình cutting a crease ở trên cái phần mí mắt. Các bạn nên kéo con mắt ra giống như Linh làm thế này nè, thì mình cutting the crease nó dễ hơn. Sau đó mình set lên một lớp phấn màu da người là xong. Về phần eyeliner thì các bạn đừng có vẽ nó cao quá nha, nó dài quá mình vẽ chưa đủ thôi. Wow. Sau đó thì tiên sẽ cutting my eyelashes and apply a little bit of mascara. Về lông mi thì tiên sẽ dùng cái loại nó mỏng vừa thôi. Các bạn đừng có lựa cái loại dày quá nha, nó không có giống như Maleficent đâu nha. Bây giờ tiên sẽ quạt cho nó khô tí xíu cái đã. Và dùng kẹp gốc mi để tiên kẹp cái lông mi thiệt và lông mi giả nó kết hợp lại với nhau. Sau đó tiên sẽ dùng một ít màu nâu để mình nhấn phía dưới cái đường mi mắt và dùng mascara để chải. Hên quá, không có bị lem. Sau đó tiên sẽ dùng cây cọ tạo khói mũi để tiên tạo khói ở hai bên mặt và hai cái phần thái dương cho nó hóp vào. Các bạn lưu ý nha, khi tạo khói thì các bạn nên dùng cái màu nhạt trước, rồi mình từ từ mình dùng màu đậm sau nha. Các bạn đừng có dùng cái màu đậm quá, mình tán ra nó không có đều, nó bị bớt nữa. Mình phải làm lại cái nền cực lắm đó. Vâng, đây là khuôn mặt của tiên sau khi đã tạo khói xong. Nhìn giống như là mới xuống được 30kg vậy.
Sau đó Tiên sẽ dùng kem che khuyết điểm để mình highlight lại cho nó sáng tí xíu ở ngay hai vùng má nè. Sẵn tiện Tiên sẽ contour lại cái lỗ mũi Tiên bằng một tí xíu cho nó cao hơn luôn. Về sau Tiên sẽ dùng lip filler của Lemonade để làm cho đôi môi của Tiên đầy đặn hơn. Các bạn có thể dùng chì kẻ môi để mình viền môi trước cũng được, hoặc là các bạn tô son trực tiếp lên môi cũng được. Riêng Linh thì Linh sẽ viền trước cho nó chắc cái đã, bởi vì son đỏ mà. Nếu mà mình không viền trước mình tô nó hơi bị khó thôi. Linh sẽ dùng son một màu đỏ đậm của MAC để Linh tô lên full môi luôn. Và để cho môi của Linh nó đầy đặn một tí xíu, Linh sẽ dùng son bóng MAC Desert Class. Mình tô một tí xíu ở chính giữa lòng môi để môi Linh nhìn căng bóng. Oh yeah, như Angelina Jolie vậy đó. Tiếp theo thì mình sẽ mặc đồng phục vào nè. Rồi mình đổi cái hai cái sừng lên nè. Đeo thêm sợi dây chuyền vô luôn nè. Mặc dù có thể là trang phục này nó không giống hẳn với lại Maleficent năm 2019, cho nên các bạn cũng thông cảm nha. Bởi vì đồ ở đây mình kiếm cũng hơi khó. Vậy là lớp makeup hóa trang thành Maleficent, Tiên hắc ám, Tiên đen đen của bà Tư Đen cũng đã xong. Và tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu chuyển sang cái phiên bản năm 1959 nha. Thì đầu tiên Linh sẽ tẩy cái chân mày của Linh trước cái đã. Và Linh sẽ block chân mày của Linh lại bằng keo. Linh thoa lên tầm khoảng 2-3 lần cho nó khô hoàn toàn. Sau đó Linh phủ phấn lên và dùng son để mình triệt sắc cái màu đen của chân mày đi. Các bạn có thể dùng kem che khuyết điểm màu cam cũng được, hoặc là son cũng được. Và sau đó Linh sẽ phủ phấn lại thêm một lần nữa. Và bây giờ Linh sẽ tô kem che khuyết điểm lên để che đi cái chân mày của Linh trước cái đã. Sau đó Linh sẽ dùng màu vẽ của Meron để Linh tô màu xanh hết lên trên khuôn mặt của Linh luôn. Linh hết xài màu vẽ của Meron nha các bạn. Nó rất là thơm mà rất là thấm vào da nữa, đã lắm. Sau đó thì Linh sẽ phủ một lớp phấn để cho cái lớp nền nó ráo. Và bây giờ Linh sẽ dùng màu đen để Linh vẽ cặp chân mày càng cao càng tốt nha mấy bạn. Sau đó Linh sẽ dùng màu trắng để tô một ít lên phần mí mắt. Và Linh tô giống như là cái hình tam giác vậy đó. Các bạn nhìn kỹ nè, đó, giống hình tam giác vậy đó, chứ nó không phải là mình tô cái vòng tròn bình thường nha. Sau đó Linh sẽ dùng phấn mắt màu tím để mình viền lại và tán ra cho đều ha. Và Linh dặm một ít màu xanh ngọc ở trên cái phần mí mắt hồi nãy mình tô màu trắng á. Tiếp theo thì Linh sẽ đeo contact lens rất là vàng, rất là chói, giống như y chang như là Maleficent năm 1959 luôn. Về son thì Linh sẽ tô một cái màu nó hơi đỏ thiên sang cao một tí xíu. Vâng, vậy là lớp makeup Maleficent phiên bản năm 1959 cũng đã xong. Này và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Linh để xem thêm nhiều video hóa trang nữa nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye. See you guys on the next tutorial. Bye bye.